Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé. Hôm nay bạn có gặp chuyện xui xẻo không? Ngủ dậy muộn và gặp cảnh kẹt xe. Máy chấm công không nhận diện dấu vân tay. Hay chuẩn bị tinh thần mua sắm đồ cho Tết thì nghe thông báo cắt thưởng. Nếu gặp chuyện xui rủi không ai muốn, bạn có cớ để đổ thừa, bởi hôm nay là thứ 6 ngày 13. Người Việt Nam ta nói riêng và đa phần các nước phương Đông nói chung vốn dĩ không xem đây là ngày xui xẻo. Thế nhưng ảnh hưởng văn hóa cũng như các sản phẩm truyền thông đại chúng dần khiến thứ 6 ngày 13 trở thành một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất khi ai đó gặp chuyện không may. Đến mức có hẳn một series kinh dị lấy tên là Thứ 6 ngày 13 đã trở thành một trong những thương hiệu phim kinh điển của thế giới. Thậm chí ở phương Tây còn có cả hội chứng sợ thứ 6 ngày 13, dù niềm tin này có phần mê tín. Nhiều người vẫn có tâm lý lo sợ, tránh tiến hành công việc, thương vụ kinh doanh hay đi du lịch vào ngày này. Tại Mỹ, ước tính 17 đến 21 triệu người sợ ngày này, theo một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát Căng thẳng và Hội chứng North Carolina. Có thể người Mỹ không biết Lincoln là tổng thống thứ bao nhiêu của họ, nhưng chắc chắn họ biết thứ 6 ngày 13 có ý nghĩa là gì. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Chứng ám ảnh và Trung tâm Quản lý Tài chính tại Bắc Carolina, ngành thương mại thua lỗ doanh thu lên tới 900 triệu đô khi ngày 13 của tháng rơi vào thứ 6. Khách hàng hạn chế các hoạt động mua bán, di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, trong khi nhân công thì sợ hãi lo lắng, quyết nghỉ làm trong ngày này. Trong một cuộc khảo sát 500 người tham dự tại hội thảo Papow Now, hơn 1/4 người Anh thừa nhận họ tin có điều không hay xảy đến vào ngày 13. Cứ 10 người thì sẽ có một người sợ đi tàu hỏa vào thứ 6 ngày 13, 11% từ chối ở phòng khách sạn mang số 13 và 16% sẽ không lên máy bay vào cái ngày bị cho là đen đủi này. Nguồn gốc nỗi sợ hãi quanh thứ 6 ngày 13 chưa được xác định. Các nhà khoa học không tìm thấy văn bản viết tay về nỗi sợ thứ 6 ngày 13 trước thế kỷ 19. Thế nhưng 13 đã từ lâu là con số mang lại điểm xấu, kém may mắn, bị nguyền rủa trên khắp thế giới. Quan niệm về số 13 xuất hiện từ thế kỷ 18 trước công nguyên trong bộ luật Hammurabi của người Babylon cổ đại không hề có số 13. Hầu hết các thể thức phân loại từ thời cổ đại không bao giờ xuất hiện số 13 như 12 vị thần Hy Lạp, 12 giờ, 12 tháng trong một năm. Theo thần thoại Bắc Âu, con số 13 bắt nguồn từ việc thần xảo trá Loki đã bí mật hợp tác với thần bóng tối Hoder để ám sát vị thần của hạnh phúc Balder trong một bữa tiệc tại thiên đường Valhalla. Lúc đó chỉ có 12 vị thần được mời tham dự, còn Loki là vị khách thứ 13, tham gia với tư cách không mời mà đến. Ngay sau khi Balder chết, cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh. Nỗi sợ con số 13 thể hiện rõ trong thế giới hiện đại ngày nay. Đến tận ngày nay, số 13 vẫn là nỗi ám ảnh với không ít người trên thế giới. Nhiều thành phố không đánh số đường 13 hoặc đại lộ 13. Nhiều tòa nhà chọc trời không có tầng 13. Cách bệnh viện tránh đề phòng tên bằng số 13 và những sân bay không có cửa 13. Còn thứ 6 với người phương Tây cũng là ngày xui xẻo trong tuần. Có ý kiến cho rằng thứ 6 là ngày Eva đưa Adam ăn chay cấm tại vườn địa đàng. Sự việc này đã khiến họ bị trục xuất khỏi đó. Trận đại hồng thủy của Chúa dùng để trừng phạt loài người xảy ra vào thứ 6 và ngôi đền của vua Solomon bị hủy diệt vào ngày thứ 6. Trong lịch sử nhân loại, rất nhiều sự kiện đã xảy ra mà không ít trong số này diễn ra vào các ngày thứ 6, ngày 13. Các tín đồ của đạo Thiên Chúa luôn coi thứ 6 ngày 13 được coi là ngày tội lỗi bi kịch, bởi đó là ngày mà Chúa Giêsu bị tông đồ Judas phản bội vì chỉ 13 đồng bạc và bản thân Giêsu cũng bị đóng đinh lên cây thánh giá đúng vào thứ 6 ngày 13. Thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 1204 là ngày mà Constantinopolis, thủ đô của đế quốc La Mã, bị những kẻ tử vì đạo cướp bóc trong cuộc thập tự chinh lần thứ tư. Cuộc cải của thành phố đã rơi vào tay người Thiên Chúa giáo khi những chiến lợi phẩm được mang từ đây về đã khiến cho thứ 6 ngày 13 mang ý tồi tệ. Thứ 6 ngày 13 năm 1307, nhà vua Pháp Philip IV đã đưa ra quyết định bắt giữ và xử tử những hiệp sĩ dòng đền, vốn được xem là những hình tượng linh thiêng trong thời Trung Cổ, vì nhà vua cho rằng họ đang giữ trong tay quá nhiều quyền lực. Đây cũng chính là một trong những lý do mà thứ 6 ngày 13 được tin là đã bị nguyền rủa đáng sợ. Cũng vào thứ 6 ngày 13, nhưng là 214 năm sau sự kiện các hiệp sĩ dòng đền bị tiêu diệt, đế chế Aztec đi đến bờ vực sụp đổ. Năm 1521 đánh dấu một sự kiện quan trọng là vua Cuauhtémoc của đế chế Aztec lừng lẫy một thời bị người Tây Ban Nha bắt giữ khi họ xâm lược thành phố thủ đô Tenochtitlan. Sự kiện này mở đầu cho việc Aztec sụp đổ và hoàn toàn bị xóa sổ. Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 1951 diễn ra trận lũ lụt kinh hoàng tại tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ. Những cơn mưa lớn đã làm cho nước sông ở đây đột ngột dâng cao như một kết quả tất yếu.
Nước sông dâng lên quá nhanh đã tạo thành một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử, được biết đến với cái tên Đại Hồng Thủy. Nhắc đến thảm họa thiên nhiên không thể bỏ qua siêu bão Bola. Vào thứ 6 ngày 13 năm 1970, cơn bão khủng khiếp này đã quét qua Bangladesh và khiến gần nửa triệu người thiệt mạng cùng 3,6 triệu người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão. Theo ước tính, thiệt hại vật chất lên đến 529 triệu đô. Theo giá trị năm 2015, 9.000 tàu cá bị bão nhấn chìm ngoài khơi và 46.000 ngư dân mất mạng, thiệt hại về nông nghiệp khoảng 63 triệu đô. 280.000 gia súc bị chết. Đây được xem là thứ 6 ngày 13 tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại tính đến hiện nay. Đến năm 1992, con người tiếp tục hoảng hốt vào thứ 6 ngày 13. Một trận động đất lớn đã lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người và có khoảng 50.000 người đã mất nhà cửa. Đây được coi là một thiên tai mang đến thiệt hại nặng nề nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong những thập kỷ qua. Năm 1972, thứ 6 ngày 13 tháng 10, chiếc máy bay chở đội bóng bầu dục Montevideo Ocristian bị rơi trên đường từ Montevideo, Uruguay đến Santiago của Chile. Hai tháng sau, nhân viên cứu hộ tìm thấy 14 người còn sống sót và 31 người đã thiệt mạng sau thảm họa. Thế nhưng công chúng và dư luận đã phải rợn tóc gáy sau câu chuyện của những người còn sống. Do nguồn thực phẩm có hạn, cái đói giữa trời tuyết giá rét dần dày vò những người còn sống. Ban đầu một số người cố gắng duy trì sự sống bằng việc ăn các mẩu da của ghế máy bay. Tuy nhiên tới ngày thứ 10, họ bàn nhau và đi tới một thỏa thuận theo đó nếu ai chết, những người còn lại sẽ ăn thịt đó để sống. Đây là quyết định vô cùng khó khăn vì hầu hết thành viên đội bóng đều là những người ngoan đạo. Không chỉ các thảm họa thiên nhiên hay tai nạn, kinh tế cũng không thoát được vòng xoáy xui xẻo vào thứ 6 ngày 13. Năm 1989, thị trường chứng khoán bị tổn thất nhiều tỷ đô khi ngày 13 tháng 10 rơi vào thứ 6. Đây được xem là tổn thất cao đứng thứ 2 trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán thế giới. Nhiều công ty đã vỡ nợ, phá sản, thị trường trên thế giới rơi vào tình trạng ngưng trệ vì lỗ nhiều tỷ đô sau sự kiện thị trường chứng khoán khủng hoảng. Cùng năm đó, tập đoàn công nghệ máy tính IBM bị một phen chao đảo do một loại virus lạ đã tấn công hàng ngàn máy tính trên khắp nước Anh. Cách giải quyết duy nhất là phải xóa hết ổ cứng và cài lại máy. Vì vậy mà rất nhiều công ty, cá nhân, cơ quan mất những thông tin, số liệu quan trọng vào thứ 6 ngày 13 năm 1989. Gần hơn với thời đại chúng ta một chút, thứ 6 ngày 13 năm 2012, chiếc du thuyền hiện đại và tiên tiến bậc nhất Costa Concordia chở 4.000 khách xuất phát từ Ý đã bị lật khiến nhiều người chết và bị thương. Đây được xem là một trong những sự kiện xui xẻo nhất trong ngành đường thủy vì rất ít khi những chiếc du thuyền hiện đại như Costa Concordia gặp sự cố. Có thể thấy, thứ 6 ngày 13 trong suốt chiều dài lịch sử đã diễn ra không ít sự kiện thương tâm, lẫn đen tối của nhân loại. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi nhiều người tin rằng ngày này thực sự mang đến tai ương và xui rủi. Nhưng có thật là vậy không? Trên thực tế, chúng ta có thể gặp chuyện xui rủi bất kỳ một thời điểm nào. Những sự kiện kể trên chỉ vô tình rơi vào thứ 6 ngày 13 và cũng cần phải thừa nhận với nhau rằng có hàng hà sa số những tai ương thảm họa còn thảm khốc hơn gấp nhiều lần nhưng lại rơi vào ngày khác. Suy cho cùng, nỗi sợ thứ 6 ngày 13 là một dạng niềm tin mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn đã gặp chuyện xui rủi nào vào thứ 6 ngày 13?